Nước sông Hồng tràn bờ gây ngập nhiều tuyến phố của thành phố Yên Bái. Lực lượng công an trắng đêm hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, chiều vào tối mùng 8 tháng 9, lũ trên sông Thao, sông Hồng, đoạn qua thành phố Yên Bái tiếp tục lên nhanh. Mực nước lúc 0 giờ ngày 9 tháng 9 là 33,38m, trên báo động 3 là 1,38m. Nước sông Hồng trên báo động 3 tràn bờ gây ngập nhiều tuyến phố của thành phố Yên Bái và vẫn tiếp tục dâng cao trong khi mưa không ngớt. Toàn bộ đường Thanh Niên và Trần Hưng Đạo thuộc phường Hồng Hà ngập sâu từ 1 đến 2 mét, người và phương tiện không thể di chuyển. Đường Thanh Niên phải cắt điện lưới để đảm bảo an toàn. Ngay trong đêm, hơn 500 cán bộ chiến sĩ, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ túc trực 24/24, nỗ lực hỗ trợ người dân chuyển đồ đạc đến nơi cao và di rời người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng tiếp cận di rời người dân, đặc biệt là người già, trẻ em, người tàn tật, ốm đau, ở nhà bị ngập sâu tới nơi an toàn. Theo dự báo, khả năng nước sông Thao sẽ lên thêm ít nhất 1 mét ở mức 34m, trên báo động 3 là 2 mét. Mực nước cực kỳ nguy hiểm sau dao động ở mức cao. Nguy cơ toàn bộ các hộ dọc đường Thanh Niên, các đường nhánh, khu vực trung tổ dân phố Hồng Yên, Hồng Nam ngày 9 tháng 9 sẽ ngập sâu trong nước. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thời tiết, rà soát, nắm bắt các hộ có người già, trẻ em, người đau ốm, cần di chuyển để di rời ra khỏi khu vực nguy hiểm, thực hiện chế độ trực 24/24, theo dõi sát sao diễn biến của thời tiết, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước. Tính đến đêm ngày 8 tháng 8, mực nước sông Cầu dâng cao gây ngập úng ở nhiều khu vực tại thành phố Thái Nguyên. Người dân phải di rời trong đêm để tránh lũ. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Thái Nguyên, mực nước tại trạm Thủy văn Gia Bảy lúc 0 giờ ngày 9 tháng 9 là 2.756cm, cao hơn báo động 3 là 56cm. Những người dân sinh sống hai bên bờ sông Cầu kể từ sau trận lũ lịch sử vào năm 2001 đến nay chưa bao giờ mực nước sông Cầu dâng cao hiện tại. Tại khu vực chung cư Tiến Bộ, lúc 5 giờ 40 phút ngày 9 tháng 9, nhiều ô tô chìm trong biển nước. Mực nước sông Cầu dâng cao gây ngập toàn khu vực xung quanh chung cư Tiến Bộ. Một phần móng của tòa A3 đã bị hở, nguy cơ mất an toàn cao. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ban Quản lý chung cư đã cắt điện toàn bộ tòa nhà, đồng thời cùng lực lượng chức năng của thành phố, phường Hoàng Văn Thụ hỗ trợ di rời 50 hộ dân đến nơi an toàn. Quốc lộ 3 gần đường tròn Tân Long sáng nay ngập sâu trong nước. Cơ quan khí tượng dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Cầu tiếp tục lên, nguy cơ gây lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương trong tỉnh Thái Nguyên như Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Võ Nhai, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Cầu, thành phố Thái Nguyên. Tại Thanh Hóa, do ảnh hưởng của cơn bão Yaki kéo dài khiến nhiều tuyến quốc lộ bị sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường quốc lộ hàng trăm hecta hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Để phòng lũ quét, sạt lở đất, tỉnh Thanh Hóa đã sơ tán gần 3.000 người. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Mường Lát, mưa lớn những ngày qua làm sạt trượt ta luy âm, lún sâu khoảng 3 mét trên quốc lộ 15C thuộc địa phận bản Na Tao, xã Phổ Nhi, Mường Lát, Thanh Hóa, làm hư hỏng hơn 100 mét mặt và thân đường. Theo đó, vị trí sạt lở vừa xảy ra ngay vị trí sạt lở cũ trước đây, thời điểm cuối tháng 8 năm 2024. Trận mưa lớn kéo dài khiến tại vị trí sạt lở cũ tiếp tục bị sạt lở, nứt, quét sâu vào mặt đường. Ngay trong sáng mùng 8 tháng 9, lực lượng chức năng đã cắm cọc, căng dây cảnh báo nguy hiểm. Hiện nay, các phương tiện ô tô có tải trọng lớn được khuyến cáo đi tuyến thị trấn Mường Lát, đi cầu Trường Nưa về xã Trùng Lý, huyện Mường Lát để về thành phố hoặc ngược lại. Để đảm bảo an toàn trước nguy cơ lũ quét, sạt lở do ảnh hưởng của mưa bão số 3, trong đêm ngày mùng 7 tháng 9 năm 2024 và rạng sáng ngày mùng 8 tháng 9 năm 2024, huyện Mường Lát đã thực hiện sơ tán 229 hộ, 1.163 khẩu đến nhà văn hóa, điểm trường và nhà người thân. Ngoài ra, thông báo của cơ quan chức năng cho biết mực nước một số sông ở Thanh Hóa đang dâng cao. Hiện giao thông trên tuyến đường này tạm thời bị chia cắt. Trước thực trạng trên, đơn vị quản lý đường bộ thực hiện các biện pháp cắm biển báo hiệu để cảnh báo người dân biết không lưu thông qua nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang cho biết, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ 19 giờ ngày 7 tháng 9 đến 17 giờ ngày 8 tháng 9, các khu vực trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 90 đến 150mm, gây ra nhiều thiệt hại về người và của.
Trên địa bàn các huyện đã xảy ra ngập úng vùng trũng thấp ven sông suối, lũ cục bộ trên các sông suối nhỏ, gây thiệt hại về nhà ở và sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Mưa lớn làm nước lũ dâng cao khiến anh Nguyễn Văn Nhúc, sinh năm 1994 và con gái Nguyễn Bảo Trang 5 tuổi ở thôn Cầu Cao, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên khi đi xe máy đến cầu tràn thôn Cầu Treo, xã Yên Thuận thì bị nước lũ cuốn trôi. Hiện tại chưa tìm thấy các nạn nhân. Bão số 3 cũng làm 141 nhà bị tốc mái, ta luy sạt lở vào nhà. Hơn 1.239 hecta lúa, hơn 314 hecta ngô rau màu bị ảnh hưởng, hơn 165 hecta cây lâm nghiệp, 1.993 cây xanh, 26 cột điện 0,4 kV bị gãy đổ và hai tuyến đường điện bị hư hỏng. Nhằm khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên đang tập trung chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn tìm kiếm người bị mất tích. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã công bố về tình trạng khẩn cấp về thiên tai trước tình hình lũ quét sạt lở, nước dâng diễn biến phức tạp. Dữ liệu bản đồ mưa ở Lào Cai hiện đang gần như cảnh báo đỏ trên toàn tỉnh. Đặc biệt, những địa bàn như Bảo Yên, Bắc Hà, Bát Sát, Sapa, thành phố Lào Cai, mưa lớn suốt đêm, lượng mưa trong vòng chưa đầy 12 giờ đồng hồ đều vượt ngưỡng 100mm, cao nhất tới gần 300mm. Tại Lào Cai đang có rất nhiều nơi bị chia cắt, từ trung tâm thành phố tạm thời không thể di chuyển đi các địa phương như Sapa, Bát Sát, Bảo Thắng do ngập nước và sạt lở. Dự báo nước trên các sông lớn qua Lào Cai vẫn tiếp tục dâng và sẽ chạm đỉnh lũ vào trưa nay, mùng 9 tháng 9. Còn tại Sapa, nơi xảy ra sạt lở vào chiều mùng 8 tháng 9, khiến 5 người tử vong, 10 người bị thương và 2 người mất tích. Đêm qua, cả thị xã tập trung sơ tán người và tài sản. Đến nay đã có hơn 600 hộ dân ở vùng nguy cơ được đến nơi an toàn. Công tác cứu nạn cứu hộ vẫn được tiếp tục triển khai ngay trong sáng nay, mùng 9 tháng 9. Các thông tin cảnh báo được cập nhật thường xuyên, người dân cần chú ý nắm bắt để chủ động phương án, tuyệt đối không được chủ quan trước diễn biến phức tạp và nghiêm trọng của tình hình lũ quét hiện tại. Lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên nhanh do ảnh hưởng của các đợt mưa từ ngày 7 tháng 9 đến nay. Mực nước lúc 7 giờ sáng nay 9 tháng 9 là 33,69m, trên báo động 3 là 1,69m. Hiện nay, các khu vực ven sông Hồng thuộc thành phố Yên Bái đang bị ngập từ 1 đến 2 mét. Trọng điểm là các phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phúc, xã Tuy Lộc. Theo thống kê, hàng chục tuyến đường và 2.400 ngôi nhà ở thành phố Yên Bái đang bị ngập trong nước. Tại huyện Trấn Yên cũng ghi nhận nước dâng ngập các tuyến đường và khu dân cư, đặc biệt là các khu vực thị trấn Cổ Phúc, xã Nga Quán. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng giúp đỡ nhân dân và di chuyển người và đồ đạc đến nơi an toàn. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên sông Thao khả năng đạt đỉnh ở mức 34,1m, trên báo động 3 là 2,1m, sau xuống chậm. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 3. Ngành chức năng cảnh báo tình trạng ngập úng tiếp tục diễn ra, đặc biệt là tại các khu vực trũng thuộc huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái, trọng điểm là các phường Hồng Hà, Yên Ninh, Nguyễn Thái Học, Nam Cường, Nguyễn Phúc, xã Tùy Lộc, xã Âu Lâu của thành phố Yên Bái. Hiện các địa phương ở Yên Bái đang huy động các lực lượng tiếp tục triển khai công tác ứng phó.